không cần tốn vé mà được trải nghiệm thực tế ảo, được lái xe F1, được tham gia trò chơi vui nhộn và rất dễ có được những phần quà dễ thương như vậy nè. Còn có ca múa nhạc với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tại phố đi bộ cuối tuần này. Bạn có biết chưa? Cuối tuần này, tức là ngày 24-25 tháng 2, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhà tài trợ chính là Toyota Việt Nam, tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa an toàn giao thông, vào cửa tự do. Tới đây mình sẽ được hướng dẫn để tham gia và vượt qua 5 thử thách tương ứng với 5 khu vực. Chỉ cần hoàn thành 2 trên 5 là đã có quà rồi, dễ dữ lắm luôn. Tổng thời gian sau hoàn thành 5 khu vực này chưa được nửa tiếng là có ngay em túi hoặc là gấu dễ thương này rồi nè. Khu đầu tiên là khu VR, đeo kính thực tế ảo. Mình sẽ có cảm giác như đang ngồi trong chiếc xe thật sự và có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Qua đó mình sẽ có cơ hội trải nghiệm những tính năng an toàn trên xe. Mọi thứ tạo cho mình cảm giác y như là ngồi trên xe thiệt luôn á. Khu thứ hai là check-in xe. Mình chụp vài tấm hình cùng mấy em xế yêu này. Đây là những mẫu xe nổi bật nhất của Toyota. Sau đó các bạn nhân viên sẽ hướng dẫn mình thêm là coi như vượt qua thử thách. Sơn thích nhất là khu trò chơi 2 này. Mình được tự tay lái cái xe F1 và có cơ hội trải nghiệm thực tế các tính năng chi tiết của hệ thống an toàn trên xe. Khu trò chơi 1 cũng vui lắm nha. Đây là kính sai gụ, mình đeo vô nhìn nó không giống như ở bên ngoài, cho nên đi nó sẽ loạn choạng giống như mấy người sai vậy đó. Qua trò chơi này sẽ góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông. Vì kết thúc trò chơi, các bạn nhân viên luôn nhấn mạnh và nhắc nhở mình không uống rượu bia khi lái xe, thu thập đủ 5 mộc, tức là mình đã hoàn thành thử thách. Nhanh nhanh tới ngay khu vực đổi quà. Sau khi đổi quà xong á, mình có thể lại khu vực sân khấu, tại vì ở đây á có nhiều tiết mục văn nghệ, ca múa nhạc và buổi tối sẽ có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến giao lưu. Còn có ngày chủ nhật nữa thôi. Cả nhà nhanh nhanh ra chơi và đinh quà về thôi nào.